Rồi, chào cả nhà thì hôm nay có góp mặt của anh Đốc Cô xin lỗi sót qua bên Dương qua bên mình giao lưu nha cả nhà. Chào anh em nha. Đốc Cô xin lỗi sót nha. Thì đồng hành hôm nay có anh Hải mét 70 nha. Với lại Đạt Nguyễn. Nay được vợ của anh Đốc Cô tặng cho cây ná ná này là ná gì? Bạch điểu em ạ. Hả? Bạch điểu. Bạch điểu hả? Đó. Quả vàng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây. Rồi cũng cảm ơn vợ của anh Đốc Cô nha. Cảm ơn tỷ tỷ nha. Thì ai có mua hàng thì liên hệ cho anh Đốc Cô bên đây nha. Trên top top nha cả nhà. Đó. Thì anh có tối mấy giờ quên mất tiêu rồi livestream bên top top đó. Tầm 7 giờ gì đó. À 7 giờ, nói chung là 7 giờ đi. Rồi. Thì nhớ qua ủng hộ anh Đốc Cô nha cả nhà. Thì hôm nay Tân sẽ đi với khẩu dây là thùng tím. Ngày tới 12-19 240 kéo full nha cả nhà. Đó, da này là da Định Tâm nha. Thì chắc sáng sớm này mình đi bêm hàng đậu rồi tầm chiều mình qua dứt hàng bay cả nhà. Hành trình không biết có gì thì mong cả nhà đón xem kênh của Tăng nha. Rồi, thì bây giờ lên đường rồi cả nhà ơi. À, sát khí đầu tiên của tỷ tỷ tặng nha cả nhà. Quá tê luôn, lấy sát khí rồi nha. Lấy sát khí rồi nha. Thôi mình tiếp tục đây nha. Tôi được chia thế hả? Bấm rồi. Bây giờ chưa vô đạn. Lấy cu mini rồi. Cô anh đó, nó dãy bạch dưới này. Giờ lấy. Ôi bay à. Dạo cả nhà thì hiện tại trời mưa luôn cả nhà ơi. Giờ chùm mưa lâm râm thì mấy anh em mình dứt mưa lâm râm luôn. Lỡ anh Long cũng đã đi tới đây rồi thì mình chinh chiến luôn cả nhà ơi. Đây Long cũng đường xá xa xôi. Trời nó xa lẹ luôn. Trên xa lẹ xa lét. Bay tới kìa ông cậy. Rồi. Trời ơi, ba sạch hết trơn rồi. Đó nó rớt đâu rồi? À thấy. À được con ngói cả nhà. Đây, con ngói quá bự luôn. Quá đẹp. Đổi cơm luôn.
Thôi xin tiếp tục nghe cả nhà. Đây. Cái gì mày đạt á, sợ rồi nè. Lúc. Hay quá anh ơi. Lúc hay quá anh ơi. Rồi. Rồi luôn rồi. Bài Long luôn. Anh độc cô Bài Long tiếp cả nhà ơi. Tiền hô. Bên luôn rồi. Rồi chào cả nhà, thì hiện tại Tân đã tới điểm xuống hồ của Tân rồi cả nhà. Hôm nay dẫn ăn đập cô xin sót xuống hồ em. Thì thành quả buổi chiều hôm nay thì không biết được có con nào khe không hay là ấm bi. Đó. Thành quả không có gì thì mong cả nhà đón xem cuộc hành trình buổi chiều hôm nay nha. Bây giờ là tổng cộng là 3 giờ mấy rồi. À, giờ mấy rồi. Thì mưa quá cả nhà ơi, với lại sáng mình cũng mạnh công chuyện đó. Rồi bây giờ mình chiến đấu rồi cả nhà. Nó. Hả? Ôi. Nông cách nó gì phải không thầy? Nông cánh. Chưa kịp bấm. Mai kỳ á. Rớt. Rớt rồi, chưa. Ăn tắm rồi. Bắn dở dữ trời. Nghe bụng. Nghe bụng. Con coi té không? Coi té không? 2000 years later. Chào cả nhà, thì hiện tại trời chuyển mưa cả nhà. Ba anh em mình đi ra sắp gió đồ về nè. Đi nè, đi di cư chỗ mới. Đó, thì trong thời gian di cư thì mình có hạ được một em cọc cọc mà tại ba anh em không bật máy quay, không ai bật máy quay cả nhà. Bây giờ nhà bạn Đạt bạn lụm con cọc thả vô Đạt. Coi hàng trên đầu nè. Thả vô Đạt. Đó cả nhà. Đây nè. Đó, quá đẹp luôn. Nhưng mà rất tiếc là không ai bật máy quay nha. Thì cả nhà thông cảm. Quá buồn. Đây là cần ngư rồi cả nhà. Đó. Thôi giờ mình xin tiếp tục nha. Ấy có gì chị quay hoặc là mai gì gọi lại đi. Rồi. Trời. Ấy rồi đây. Đó. Ấy rồi. Rồi. Ôi. Con đấy vào bụng rồi đấy.
Rồi xin chào cả nhà, thì chuyến đi săn hôm nay là kết thúc nha cả nhà. Đó, nay xin tạm biệt anh Độc Cô luôn. Chào anh em nhá. Rồi hẹn anh Độc Cô một ngày gần nhất nha. Ok em. Dạ, mũi chích quá trời à. Quá trời mũi chích rồi anh em. Bắn bi rần rần cũng rất đến giờ này, hai anh em mình cũng mình về thôi. Chia tay mấy anh em ở đây thôi. Bạn mét 70 cả em Tân này, em Đạt này, mấy anh em này. Hẹn nhau hôm khác vậy. Tạm biệt anh Độc Cô. Thì cả nhà cũng thông cảm, nay được có con pha rớt hàng mà quay không được cả nhà ơi. Với lại nãy giờ bắn cũng mi hơi bị nhiều luôn. Quá tạm nhưng mà không có bật máy lên kịp. Tại vì quay cái chế độ quay trước 30 giây thì nó bị mất cái video. Thì cả nhà cũng thông cảm nha. Thì đó. Anh Độc Cô có bán hàng trên top top cả nhà. Cả nhà có mua thì em nha. Liên hệ em Tin nha. Rồi, liên hệ cho anh Độc Cô nha. Độc Cô Slim Shop. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video mới nha. Bye bye. Bye. Bye bye.